Trân trọng kính chào quý anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì ngày mới hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2021, thứ bảy. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên anh chị em, trên đời sống của mỗi người, những người ở gần cũng như những người ở xa, và xin Đức Chúa Trời bảo vệ, gìn giữ anh chị em để không có dịch nệ tai họa nào xảy đến trên đời sống của anh chị em. Và mỗi ngày chúng ta được học lời của Chúa với nhau qua một câu gốc. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp tục với chủ đề Đức Thánh Linh qua Matthew đoạn 4 câu 1, và chúng ta học về công việc của Đức Thánh Linh. Tôi là mục sư Nguyễn Phúc Quyền, rất vui được học lời Chúa cùng với anh chị em và các bạn. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Cha yêu dấu của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa bởi vì tình yêu quyền năng của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên anh chị em của chúng con. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên lời của Ngài, để lời của Ngài được bày tỏ ra, được ơn của Chúa và được làm công việc của Chúa, làm trọn mọi công việc của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa. Chúa ơi, Ngài nói với Chúa rằng lời của Chúa sẽ được giao ra không phải là luống không, nhưng mà sẽ làm trọn công việc của Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời bao phủ ban phước trên anh chị em của chúng con, bao phủ ban phước trên lời của Ngài. Thế rồi chúng con được phước từ nơi Chúa. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con dâng sự vinh hiển lên trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và chúng con đồng cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Tạ Chúa, chúng ta đã học về Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh, thuộc tính của Đức Thánh Linh, Ngài là có toàn tri, toàn tại và toàn năng. Rồi Chúa Thánh Linh cũng là đấng mà làm phép báp têm bằng nước và bằng lửa. Và ngày hôm nay chúng ta học về công việc của Đức Thánh Linh. Công việc của Đức Thánh Linh thì thật ra rất là nhiều ở trên trên đất này khi chúng ta còn sống, bởi vì chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng mà hà hơi vào Kinh Thánh để viết nên Kinh Thánh. Và Đức Thánh Linh đã sử dụng 40 chức giả trong thời gian khoảng 1.500 năm để viết nên Kinh Thánh, từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền. Và 40 cái chức giả đó sống ở trong những thời đại khác nhau, bối cảnh văn hóa khác nhau, nhưng mà sứ điệp Kinh Thánh thì đồng nhất với nhau. Và ngày nay cũng một Thánh Linh đó. Khi chúng ta đã học lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời để Chúa tiếp tục hà hơi, tiếp tục giúp đỡ chúng ta hiểu lời của Chúa là thế nào. Cho nên công việc của Đức Thánh Linh trong cuộc sống thì rất là nhiều. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ học để chúng ta nhận biết ba cái đặc tính về cái công việc của Đức Thánh Linh. Thứ nhất, chúng ta thấy Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt chúng ta. Và trong cuộc đời của chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 4 câu 1. Đây là bối cảnh nói về Chúa Giêsu sau khi Ngài chịu báp têm. Bấy giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Chúng ta thấy rằng ngay cả Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Con, Đức Chúa Trời, khi mà Ngài ở trên đất này thì Ngài đều nhờ cậy Đức Thánh Linh hết, và Đức Thánh Linh đều dẫn dắt Ngài hết. Chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh dẫn dắt khi mà ông Phaolô, ông ấy truyền giáo, thì ở trong răng đoạn trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13, thì chúng ta thấy rằng là khi mà các môn đệ nhóm họp á, thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Phaolô và Ba-la-ba đặng làm công việc ta cần sai nào. Cho nên Đức Thánh Linh dẫn dắt hội thánh của Ngài. Đức Thánh Linh dẫn dắt từng cá nhân. Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt anh chị em. Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt chúng ta làm theo những lẽ phải. Ngày hôm nay, trong cái lúc này, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta làm gì? Chúng ta rất là cần, bởi vì cuộc sống
mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta đều cần cái sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Và Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời ở trên đất này dẫn dắt chúng ta. Trong Mác đoạn 1 câu 12 cũng nói đồng một điều đó, tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng. Có nghĩa là Đức Thánh Linh dẫn dắt Chúa Giêsu đi vào nơi đồng vắng để thử. Cho nên cuộc đời của Chúa Giêsu trước khi Ngài đi vào cái chức vụ á, thì Ngài đã được thử, đã được tập rèn 40 ngày, ngày 40 đêm ở trong đồng vắng. Kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm trong đồng vắng. Và chúng ta thấy cái câu chuyện 40 ngày, 40 đêm á, 40 rất là quan trọng. Bởi vì 40 ngày, ngày xưa, mục sư Rick Warren có cái 40 ngày, có viết cái sách về 40 ngày. Rồi chúng ta thấy cái câu chuyện về ông Môi-se, ông ở trên núi với Chúa 40 ngày. Và cái con số 40 ngày rất là quan trọng. Ở với Chúa 40 ngày và sau đó thi hành chức vụ. Cho nên câu chuyện ở chỗ này, Đức Thánh Linh dẫn dắt Chúa Giêsu đi vào nơi đồng vắng để kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày. Cho nên để Đức Thánh Linh dẫn dắt thì chúng ta cần phải có mối tương giao với Chúa Thánh Linh. Chúng ta cần phải có Ngài. Chúng ta cần phải có ơn của Ngài. Chúng ta cần phải biết Ngài một cách cụ thể. Thì ngày hôm sau chúng ta sẽ học về cá thể. Chúa Thánh Linh là một cá thể. Thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta tương giao với Chúa nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh dẫn dắt. Rồi công việc thứ hai của Đức Thánh Linh là đấng cảm động. Ngài cảm động đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng gì gì? Khi mà trong Ma-thi-ơ đoạn 24, 22 câu 43 đáp rằng vậy vì cớ nào vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi đấng Christ là Chúa mà rằng. Chúng ta thấy vua David là một vị vua thống nhất của Israel. Nhưng đồng thời vua David cũng được gọi là tiên tri. Cho nên đó, mình thấy câu chuyện của các tiên tri ở trong Cựu Ước đều là những người được Đức Thánh Linh hay là thần Đức Chúa Trời cảm động. Anh chị em nếu tra cứu về Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy trước khi mà ông tiên tri ông làm cái gì đó thì đều có một câu là thần Đức Chúa Trời cảm động. Hay là chúng ta thấy Samson, câu chuyện của Samson là Samson là người có sức lực ở trong cái sách các con xét đó, thì đều có thần của Đức Chúa Trời cảm động. Thần của Đức Chúa Trời chính là trong Cựu Ước chính là Đức Thánh Linh. Cho nên đó, Đức Thánh Linh là đấng cảm động. Đức Thánh Linh là đấng mà cảm động trong lòng của người nghe về lời của Đức Chúa Trời. Khi mà người ta chúng ta chia sẻ lời của Đức Chúa Trời thì người ta nghe, và khi Thánh Linh cảm động thì họ sẽ tin. Tin là hành động quyết định ở bên trong lòng để họ thấy được rằng là ô cần phải tin cậy Chúa Giêsu để được cứu rỗi. Nhưng mà Đức Thánh Linh khuấy đảo cái lòng người ta, cảm động cái lòng người ta để cho người ta vừa muốn vừa làm theo ý của Ngài. Trong Mác đoạn 12 câu 36 có chép chính David đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. Cùng một ý đó, Đức Chúa ông vua David được Đức Thánh Linh cảm động để nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ngồi bên phải Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy một Đức Thánh Linh ở cảm động trong cái bối cảnh của một ông tiên tri. Ông ấy Chúa hứa với lại ông ấy là không chết cho tới ngày được gặp con trẻ, gặp Chúa Giêsu đã đấng cứu rỗi thế giới này. Thì trong Luca đoạn 2 câu 27, vậy người cảm Đức Thánh Linh vào đền thờ lúc đó, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giêsu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ và luật pháp đã định. Chúng ta đọc trong Luca đoạn 2, chúng ta thấy nhà tiên tri đó
tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và ông được Đức Thánh Linh cảm động. Rồi chúng ta thấy rằng công việc của Thánh Linh là Ngài khuấy đảo tâm lòng. Ngày nay tôi cầu nguyện để anh chị em nghe được lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy được Thánh Linh của Ngài. Anh chị em được chúc phước từ Thánh Linh của Ngài. Được Đức Thánh Linh cảm động mỗi ngày trong đời sống của mình, trong hành động của mình, trong suy nghĩ của mình. Để đời sống của chúng ta được neo theo Đức Chúa Trời. Và chúng ta được phước. Và cái đi thứ ba chúng ta thấy Đức Thánh Linh là đang giúp đỡ. Đức Thánh Linh giúp đỡ rất là nhiều. Chúng ta thấy công việc của Đức Chúa Giêsu là đuổi quỷ. Đức Thánh Linh khiến quẻ què bước đi, người câm nói được, người điếc nghe được và người chết sống lại. Chúng ta cũng thấy ông Phi-e-rơ nó cũng làm được như vậy. Sau cái kỳ lễ ngũ tuần thì ông Phi-e-rơ ông cũng làm phép lạ rất là nhiều, chữa lành cho rất là nhiều người, đuổi quỷ. Và ông Phi-e-rơ ông cũng khiến cho một người đàn bà quá sống lại. Rồi chúng ta thấy ông Sau-lơ hay là ông Phao-lô, ông ấy cũng như vậy. Như vậy thì Đức Thánh Linh là đã giúp đỡ rất là nhiều trong cuộc sống, trong chức vụ của các sứ đồ. Ngày nay có rất là nhiều đầy tớ của Chúa. Những cái sự truyền giảng của đầy tớ của các mục sư Billingham. Rồi có rất là nhiều đầy tớ của Chúa cũng đều được Đức Thánh Linh cảm động và phép lạ xảy ra. Đức Thánh Linh giúp đỡ. Và ở trong Mác đoạn 11 câu đoạn 13 câu 11 có chép như thế này: và khi họ điệu các ngươi đi lộp, chớ ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó hãy làm theo lời sẽ ban cho, vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh như vậy. Đây là lời nói, lời dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài. Đó là khi theo Chúa Giêsu thì sẽ đến một thời kỳ mà sẽ bị bắt bớ, sẽ bị khó khăn, sẽ bị nhốt lại. Nhưng mà đến cái lúc đó đó thì chính Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ, chính Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ để chúng ta biết được điều chúng ta cần phải làm. Cho nên Chúa Thánh Linh là đang giúp đỡ. Khi mà tôi bị người ta đánh, khi bị nhiều anh chị em công an hiểu lầm, bắt bớ đức tin và đánh rất là nhiều, thì lúc đó Chúa Thánh Linh cảm động tôi chúc phước cho họ. Bởi vì lời Chúa đến, và lúc bây giờ bên ngoài thì họ đánh rất là nhiều, nhưng ở bên trong suy nghĩ của tôi và tấm lòng thì Chúa Thánh Linh nói như thế này: hỡi con, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ đánh đập mình. Và thế là tôi cầu nguyện cho họ. Tôi nói với họ rằng vì Đức Chúa Trời yêu anh chị em, tôi yêu anh chị em. Và điều đó họ đánh tôi tiếp tục. Nhưng không hề gì, Thánh Linh giúp đỡ và cảm động mình tiếp tục làm như vậy. Và mình lên một chiều kích cao hơn, biết Chúa nhiều hơn. Cho nên mình thấy một điều á, Đức Thánh Linh là đấng cảm động, là đấng giúp đỡ đời sống của mỗi người trong chúng ta. Cho nên hàng ngày chúng ta cần Chúa Thánh Linh giúp đỡ. Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Ngài giúp đỡ chúng ta. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Ngài dẫn dắt chúng ta. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời và Ngài cảm động trong lòng của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta áp dụng được gì? Ba điều, hai điều chúng ta cần phải áp dụng. Thứ nhất, chúng ta cần mỗi tương giao với Chúa Thánh Linh. Anh em hãy dành thời gian đến với Chúa. Xin Chúa chúc phước trên anh chị em, tương giao với Thánh Linh mỗi ngày. Lạy Chúa Thánh Linh, chúng con khao khát Ngài, chúng con đón chào Ngài, chúng con vui mừng vì Ngài, chúng con chúc tụng danh của Ngài, và chúng ta nhờ cậy Thánh Linh. Cho nên thường thường hãy làm đủ mọi thứ cầu nguyện và là xin nhờ cậy Thánh Linh mà làm. Cho nên cuộc đời này khi chúng ta một mình ở trên đất này, chúng ta sống rất là khó, nhưng mà chúng ta nhờ cậy Thánh Linh chúng ta có thể bước đi vững vàng. Có một người nói thế giới này nó giống như bãi mìn. Chúng ta đi ở trên bãi mìn, chúng ta không biết cách nào để lần hết. Nhưng mà có Thánh Linh dẫn dắt,
Có lời của Đức Chúa Trời là ngọn đèn soi sáng chân chúng ta, là đường lối của chúng ta, thì chúng ta không đi vào cái bãi mìn đó, chúng ta không đi vào cái quả mìn đó, và chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời dẫn dắt đi tới sự tốt này. Cầu xin Chúa ban phước trên anh chị em. Có hai điều chúng ta cần áp dụng, đó là tương giao với Đức Thánh Linh và nhờ cậy Đức Thánh Linh mỗi ngày. Xin Chúa chúc phước để anh chị em hôm nay có thể học lời của Chúa và áp dụng lời của Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Cha vì Ngài ban phước cho chúng con. Xin Chúa chúc phước cho chính mình con. Xin Chúa chúc phước cho anh chị em của chúng con. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Vinh hiển thuộc về Ngài. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin anh chị em tiếp tục thương mến, tiếp tục chia sẻ để nhiều người có thể học được lời của Chúa. Anh chị em thương mến là giúp cho like, share, và anh chị em không có hài lòng điều gì, anh chị em có thể biệt comment ở dưới. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Cầu xin Chúa ban phước cho anh chị em. Hẹn gặp lại ngày mai. Chào mừng anh chị em và mọi người đến với kênh YouTube Pastor Nguyễn Phúc Quyền. Lần đầu tiên cho phép tôi được giới thiệu sơ qua về cá nhân cũng như là về mục đích của kênh. Thứ nhất, tôi là mục sư Tin Lành, tên là Nguyễn Phúc Quyền. Tôi tốt nghiệp thần học tại Viện Thần học Tin Lành Việt Nam tại California vào năm 2009, và tôi đã từng hầu việc Chúa tại Hàn Quốc từ năm 2003 cho tới năm 2008, phục vụ tại Hội Thánh Semunan, là Hội Thánh trưởng lão đầu tiên của Hàn Quốc, cũng như là Hội Thánh Sejong An với vai trò là truyền đạo và chấp sự. Kế đó, tôi mở Hội Thánh Emmanuel, là Hội Thánh Tin Lành tại Suwon. Năm 2009 thì tôi qua Malaysia để hầu việc Chúa và giúp cho cộng đồng người Việt Nam, người lao động tại Việt Nam, tại Hội Thánh River of Nine Century ở Kuala Lumpur, Malaysia. Tôi trở về Việt Nam năm 2010, truyền giáo tại Tây Bắc, Lào, Trung Quốc từ những năm 2010 tới 2016, thành lập và điều phối Greenbud Academy tại Hà Nội từ năm 2017. Greenbud Academy là một trường tư thục Hoa Kỳ, giáo dục phổ thông từ lớp 1 cho tới lớp 12, do những người Cơ Đốc thành lập và là giáo viên Viện Thần học Tin Lành Việt Nam tại California, cũng là giáo viên của trường Kinh Thánh Galilee, rồi đại diện cho giáo hội Tin Lành Trưởng lão Liên hiệp Việt Nam tại miền Bắc, đồng thời tôi cũng là khu cục trưởng và là quản nhiệm của Hội Thánh Tin Lành Emmanuel. Sứ mạng của kênh Pastor Nguyễn Phú Quyền có ba cái sứ mạng chính. Thứ nhất là tôn cao danh vinh hiển cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ hai là mang chân lý Kinh Thánh đến với cộng đồng cách chính xác và chính thức nhất. Thứ ba là giải đáp thắc mắc liên quan đến giáo lý cứu rỗi Kinh Thánh và niềm tin đạo Tin Lành thuần túy, cũng như những mọi thắc mắc của anh chị em và mọi người liên quan đến đạo Tin Lành. Xin anh chị em thương mến ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh để nhận được những bài học mới nhất, cũng như chia sẻ để lan tỏa lời Chúa cho nhiều người, và like để kênh vượt qua thuật toán YouTube. Nếu anh chị em là người Cơ Đốc, xin nhớ tới và cầu thay cho kênh cũng như mục sư Nguyễn Phú Quyền để kênh Trung Tín hoàn thành sứ mạng của kênh. Chân thành cảm ơn quý anh chị em và mọi người đã ghé qua kênh và đã bỏ thời gian quý báu để nghe phần giới thiệu này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quý anh chị em và mọi người hết thảy. Amen.